Xin chào tất cả các bác nhé, đã quay lại với shop HM đây chờ nhé. Thì hôm nay em sẽ cùng với các bác chia sẻ với lại tìm hiểu qua về một cái gói ngâm rượu đến từ biển mà được mệnh danh là gói combo tứ hải long vương, mà được rất nhiều gần đây rất nhiều mọi người săn lùng và đang rất trở nên rất là hot. Thì hôm nay em sẽ bóc thử một cái combo này ra xem nó gồm những cái vị gì để giới thiệu với các bác nhé. Thì đây là một set combo đã đầy đủ các vị của một cái combo có tên là Tứ Hải Long Vương. Thì đây, để bóc cho các bác. Thành phần của nó đầu tiên thì nó gồm đó là có một con sao biển này. Đây là đẳng sâm các bác nhé. Đấy, đây là đẳng sâm. Đấy, đẳng sâm khô lên bình sẽ rất là đẹp. Đây là sào biển này, đây đẳng sâm này. Tiếp theo đây là có một quạng, quả này chỉ có ở Phú Quốc mới có nhá, lên vào nên ra rượu vị rất đặc biệt. Tiếp theo đấy là quả có hai cái này. Tiếp theo đây là kỳ tử đó các bác nha. Và tiếp theo đến những cái thành phần rất là quan trọng và chính yếu của cái combo thứ hai đầu tiên, đó là hai con cá ngựa này. Hai con cá ngựa này. Tiếp theo đây chính là con hải yến hay còn gọi là chim biển, hai con cá ngựa này. Đây là chim hải yến, hai con này. Tiếp theo đó là hải long hay còn gọi là rồng biển ạ. Đây chính là hai con này. Đây các bác nhìn nhá. Đấy, đây chính là rồng biển này. Và tiếp theo đó là hải xà, có nghĩa là hai con rắn biển. Đây. Đấy, một vị của nó đầy đủ thì sẽ gồm có này. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 vị các bác nhá. Thì một cái combo này thì chúng ta ngâm được từ 1 cho tới 1,5 lít rượu là đẹp nhất. Thì trong quá trình ngâm ấy, thì về các bác về các bỏ ra từng vị này, sau đó là các bác lấy một chút rượu, một chén rượu các bác ngâm với lại lấy một nửa chén rượu các bác rửa qua từng cái vị của nó đi nhá, rửa qua rượu trắng. Sau đó các bác xếp vào bình thì các bác cố gắng xếp nó đẹp đẹp một chút để làm sao để cho những cái con này nó thẳng đứng người nó lên nhé, những con hải xà rồi những con cá ngựa nó thẳng đứng người lên, và cả cái đằng sâm mình nữa các bác, để cho nó thẳng lên thì nhìn nó rất là đẹp, rất là đẹp bình. Và con sao biển với lại kỳ tử thì các bác cho làm sao nó phân bố cho nó xung quanh bình làm sao nhìn cho nó đẹp nhất có thể. Thì ngâm với một, chúng ta ngâm với rượu 40 độ các bác nhé, thì các bác ngâm tầm khoảng độ tầm ít nhất phải một tháng trở ra thì mới nên dùng. Thì cái combo này nó có tác dụng gì? Thì công dụng của cái xin lỗi các bác tí, trời đâu này, hôm nay quay đây nó hơi gió nên là nó hơi đổ một tí, các bác thông cảm. Thì cái tác dụng của cái combo Tứ Hải Long Vương này thì nó giúp cho cái chuyện sinh lý ở cả nam lẫn nữ các bác nhé. Hiện sinh lý ở cả nam lẫn nữ này, giúp cho những người nào mà các cái cặp đôi nào mà bị hiếm muộn đấy, hiếm muộn chưa có con, thì các bác nên ngâm cái này uống rất là tốt nhé. Uống nó sẽ rất là dạo dực, các bác uống các bác cảm giác rất là tốt này. Rồi nó giúp cho những người mà bị đau xương khớp thì cũng đều có hoàn toàn có thể dùng được các bác nhé. Đau xương khớp rồi nó giảm lượng đường huyết trong máu cho các bác. Thì hiện tại thì một cái thang, một cái combo này thì bên em bán là bán quanh bên shop bán quanh năm các bác nhé, và giao hàng toàn quốc. Thì bác nào mà cần cái combo ngâm rượu này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với lại bên shop em qua số hotline và Zalo duy nhất, đấy là 0982 403 110. Và cái số hotline Zalo này em sẽ để ở phần mô tả đầu video, ở phần mô tả trong video, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp để có thể tư vấn. Và các bác nhé, cái hình quay cho các bác như thế này thì các bác nhận hàng một combo sắp phải đầy đủ ít nhất là 8 vị như thế này các bác nhé, thang nào cũng phải đều như thế ạ. Thì cái combo này thì nó mới gần như là nó mới ra được ngoài thị trường cách đây được khoảng độ tầm
chưa được một năm nay nhưng mà nó rất là hot, bởi vì và được nhiều người rất là thích ngâm. Hay là các bác mà có nhu cầu mua biếu tặng thì các bác ngâm cái này, các bác đi biếu cái bình rượu nó cũng không quá to mà nó vừa, nó rất là phù hợp ấy, nó rất là tuyệt vời luôn. Thì cái này rượu ngâm của nó lên nó màu vàng, nó rất là đẹp, bởi vì nó có vị màu của kỳ tử rồi màu của sao biển nó ra, nó rất là đẹp. Thì khuyên dùng các bác là trong bộ sưu tập mà chưa có cái combo này thì các bác nên làm một combo và ngâm, giá của nó cũng rất là rẻ thôi. Chỉ để biết giá chi tiết và cách ngâm của nó thế nào thì các bác cứ kết bạn Zalo và gọi trực tiếp tới số hotline của bên em là 0982 403 10. Thì các bác lưu ý là hàng này bên em bán quanh năm nhá, các bác lúc nào cũng sẵn hàng, bác nào cần thì alo trực tiếp thôi. Giờ hôm nay em xin dừng cái clip này ở đây, để các bác nào muốn đặt câu hỏi nào về cái combo này các bác có thể để lại câu hỏi ở phần comment hoặc có thể gọi trực tiếp đến cho bên em để bên em có thể tư vấn cho các bác. Thì, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau nha.